Mới đây, huấn luyện viên Gareth Southgate đã có cuộc gặp mặt giới truyền thông sau khi công bố danh sách tập trung đội tuyển Anh chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Brazil 2:24 và Bỉ 2:45 27/3. Đáng chú ý, nhà cầm quân 53 tuổi lên tiếng cảnh báo bộ đôi ngôi sao Marcus Rashford và Jack Grealish về nguy cơ mất suất tham dự Euro 2024. Mùa này, Rashford sa sút không phanh khi đóng góp 7 bàn, 6 kiến tạo trên mọi đấu trường cho MU. Về phía Grealish, chấn thương liên miên khiến cầu thủ 28 tuổi chỉ ra sân 27 trận trong màu áo Man City, 3 bàn, 2 kiến tạo. Rashford sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với Gordon, Palmer, Foden để giành vị trí, tương tự là Grealish. Những cầu thủ như Gordon, Bowen đều đang thi đấu tốt, ghi bàn đều đặn, hỗ trợ phòng ngự tốt và đóng góp tích cực cho câu lạc bộ chủ quản. Việc họ tập luyện chăm chỉ, ra sân thường xuyên giúp chúng tôi có những lựa chọn thực sự chất lượng. Tôi không thể đảm bảo suất tham dự Euro cho bất kỳ ai. Chúng tôi biết Rashford có thể mang lại những gì nhưng công bằng mà nói, mọi cầu thủ đều phải thể hiện tốt từ nay đến cuối mùa giải. Một trường hợp đáng chú ý khác được huấn luyện viên Southgate nhắc đến là Mason Greenwood. Đầu mùa giải 2023-2024, tiền đạo 22 tuổi gia nhập Getafe từ MU dưới dạng cho mượn và tỏa sáng rực rỡ với 8 bàn, 5 kiến tạo sau 26 trận trên mọi đấu trường. Trước đó, anh trải qua giai đoạn hơn một năm bị MU đình chỉ thi đấu, tập luyện vì scandal hành hung bạn gái. Dù thừa nhận không theo dõi sát sao tình hình liên quan tới Greenwood, Southgate vẫn để ngỏ khả năng đưa tiền đạo 22 tuổi trở lại đội tuyển Anh. Đây không phải vấn đề phù hợp để thảo luận trong giai đoạn tiền Euro. Việc Greenwood ra nước ngoài để duy trì sự nghiệp là động thái tốt nhưng tôi không theo dõi chặt chẽ tình hình của cậu ấy.